Bảo tàng Bắc Ninh, nơi đang lưu giữ bảo vật quốc gia về Phật giáo cổ nhất Việt Nam, với niên đại được xác định vào năm 601, là một hiện vật độc bản với hình thức độc đáo. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây chính là Bảo tàng Bắc Ninh, một địa chỉ hấp dẫn để chúng ta có thể tìm hiểu và chiêm ngưỡng những hiện vật có giá trị văn hóa, khẳng định giá trị lâu đời của nền văn hóa Kinh Bắc Bắc Ninh. Bảo tàng Bắc Ninh được thành lập vào tháng 4 năm 1997 với diện tích rộng hơn 22.000 m2. Bảo tàng Bắc Ninh hiện nay lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật vô cùng giá trị, trong đó có hơn 16.000 hiện vật gốc từ thời tiền sơ sử cho đến thời kỳ hiện đại ngày nay. Chính bởi vậy, Bảo tàng Bắc Ninh là một điểm đến có ý nghĩa không chỉ đối với các nhà nghiên cứu mà còn đối với cả du khách trong và ngoài nước. Và Bảo tàng Bắc Ninh hiện nay còn đang lưu giữ và trưng bày một bảo vật quốc gia vô cùng quý hiếm, đó chính là tấm bia Xá Lợi Tháp Minh. Tấm bia Xá Lợi Tháp Minh được tìm thấy ở vùng sâu, một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn và cũng là một trung tâm Phật giáo có nhiều nét riêng, độc đáo ở nước ta ngay từ những thế kỷ đầu công nguyên. Tấm bia này được khai quật vào năm 2012 do tên là Nguyễn Văn Đức. Trong quá trình là đào cái đất ở cái khu vườn nhà của ông ấy, thì sau gần cái chùa tên là chùa Ngoại Trạch ở thôn Xuân Quan, xã Trí Quả, thì vô tình phát hiện ra cái tấm bia này. Thì sau một thời gian sau thì là ông ta hiến tặng lại cho bảo tàng nguyên vẹn. Tức là khi mà khai quật thì toàn bộ tấm bia là nguyên khối như thế này. Cái bộ hiện vật này thì nó gồm có 3 hiện vật. Thứ nhất là về cái nắp bia này. Ban đầu là úp xuống cái mặt của cái thân bia này. Thì đó chính là một trong những cái phương pháp bảo vệ cái phần minh văn của cái bia. Về kích thước của cái tấm bia này thì có chiều dài là 53,5 cm, chiều rộng 45,5 cm và có chiều cao là 8,5 cm. Trên cái bề mặt của hiện vật có khắc nội dung của minh văn của cái tấm bia này, thì nó bao gồm là 13 dòng và tất cả tổng cộng 133 chữ. Nội dung ghi chép về việc là ông Tùy Văn Đế sai đem cái xá lị Phật đến chùa Thiền Chúng thuộc huyện Long Biên của Giao Châu thời điểm ta bây giờ. Cái thứ hai là về cái hộp đá đựng xá lị, và thứ ba là về cái phiến đá có cái tác dụng là để chống lún bảo vệ hiện vật nó cùng thời. Tấm bia Xá Lợi Tháp Minh được xác định niên đại vào năm 601 từ thời Tùy Văn Đế. Việc phát hiện tấm bia đem lại ý nghĩa quan trọng trong quá trình nghiên cứu và khám phá lịch sử. Việc phát hiện ra cái niên đại chính xác đó thì sẽ cho chúng ta cái căn cứ để nghiên cứu các bước tiếp theo. Tức là vấn đề cái thành Long Biên nó nằm ở đâu. Thì rất có thể khi phát hiện cái bia này ở cái khu vực gần thành Nghi Lâu, thì có một số nhà nghiên cứu người ta cho rằng có thể là cái thành Long Biên xưa đó có thể nằm trong vùng đó, hoặc chính là cái thành Nghi Lâu bây giờ. Không chỉ có ý nghĩa về niên đại, mà chữ viết của tấm bia Xá Lợi Tháp Minh còn góp phần khẳng định rõ giá trị về nhiều mặt, không chỉ về lịch sử mà còn cả về văn hóa, là chìa khóa mở ra nhiều điều bí ẩn về một giai đoạn lịch sử của đất nước ta. Chữ này sẽ là chữ Hán. Thế nhưng mà có một cái vấn đề thú vị là chữ Hán đây thì theo cái lối khải thư, tức là một trong các cái dạng thư thể của thư pháp. Và theo các nhà nghiên cứu, giá là bắt đầu định hình từ thời Tùy và sang đến thời Đường nó được định hình hoàn toàn về thư thể. Thưa quý vị và các bạn, tấm bia Xá Lợi Tháp Minh là tư liệu kim thạch quý giá, góp phần minh chứng rằng vùng Dâu chính là trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất và đồng thời đây cũng chính là nơi tiếp biến mạnh mẽ văn hóa Việt Hán Ấn lúc bấy giờ. Tấm bia Xá Lợi Tháp Minh đã được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013 và là tấm bia có niên đại thuộc hàng cổ nhất được tìm thấy ở Việt Nam. Đây là cơ sở xác định địa danh Long Biên cũng như tên chùa Thiền Chúng vào thế kỷ thứ 7.